Chào đón tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube và các cuộc thi sắc đẹp của mình. Mỗi bộ trang phục dân tộc National Custom được các đại diện nhan sắc của Việt Nam mang đến trình diễn và giới thiệu tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế có thể được ví von như một đại sứ văn hóa Việt. Khi qua từng bộ trang phục, bạn bè quốc tế sẽ hiểu thêm về các nét đẹp truyền thống, những tinh hoa văn hóa vô cùng độc đáo và có dịp tìm hiểu kỹ hơn về đất nước Việt Nam thông qua các đại diện của chúng ta. Với xu thế hiện tại cùng với những tư duy mạnh dạn hội nhập với bạn bè quốc tế, trang phục dân tộc của Việt Nam mang đến các cuộc thi không chỉ là những nét đẹp truyền thống kèm theo nhiều biến tấu dựa trên vẻ đẹp của chiếc áo dài hay trang phục của 54 dân tộc anh em, mà đó sẽ là những sáng tạo đầy cảm hứng và thú vị dựa trên những nét đặc sắc về ẩm thực, danh lam thắng cảnh, biểu tượng văn hóa Việt và một vài trong số đó mang đầy hơi thở của cuộc sống. Mùa sắc đẹp năm 2022 đã kết thúc vào ngày 15 tháng 1 năm 2023, nhưng mãi đến ngày hôm nay chúng ta mới có trọn vẹn thành tích của các bộ trang phục dân tộc của Việt Nam khi Miss Universe đã không công bố giải trang phục dân tộc đẹp nhất trong chung kết như thường lệ, mà họ đã tổ chức một cuộc bình chọn riêng cho giải thưởng này và đã kéo dài đến tận hôm nay. Bây giờ mến mời các bạn cùng với mình sẽ điểm qua những bộ trang phục văn hóa dân tộc đã được Việt Nam giới thiệu đến với bạn bè quốc tế thông qua các cuộc thi nhan sắc trong năm 2022 nhé. Và trước tiên sẽ là những bộ trang phục đã thắng giải trang phục dân tộc đẹp nhất Best National Costume. The best national costume goes to Miss Grand Vietnam. Bộ trang phục mang tên Trúc Chỉ của tác giả Trần Thanh Tâm đã được Hoa hậu Đoàn Thiên Ân mang đến cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế Miss Grand International năm 2022 và đã thắng giải trang phục dân tộc đẹp nhất giải khán giả bình chọn. Ban tổ chức đã trao đến 4 giải Best National Costume và trong đó có 2 giải do ban giám khảo lựa chọn. Trang phục dân tộc Trúc Chỉ được lấy cảm hứng từ các họa tiết của tranh Trúc Chỉ Huế. Dòng tranh được ra đời trên sự kết hợp giữa kỹ thuật sao giấy thủ công truyền thống và áp lực nước. Tranh Trúc Chỉ là một loại hình nghệ thuật mới của Huế, Việt Nam do họa sĩ Phan Hải Bằng cùng cộng sự nghiên cứu sáng tạo nên. Bộ trang phục nặng khoảng 10kg với áo dài, nón lá, đậm chất người con gái Việt Nam. The winner for Best National Costume is Vietnam, Miss Vietnam. Bộ trang phục mang tên Trai Việt Nam của nhà thiết kế Khoa Lộ đã được người đẹp Long Thu Hồng mang đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu The Miss Club năm 2022 và đã thắng giải trang phục dân tộc đẹp nhất. Lâm Thu Hồng mang đến hình ảnh nàng tiên của biển, thiết kế với gam màu xanh dương dịu mát, những viên ngọc trai đính kết tỉ mỉ. Với tên gọi Trai Việt Nam, nhà thiết kế Khoa Lỗ cho biết trang phục truyền tải thông điệp ý nghĩa vươn lên trong đời sống, hình ảnh của người Việt Nam, đất nước Việt Nam trải qua biết bao gian lao, vất vả, nhưng từ trong gian lao, mọi người đã biến khó khăn thành sức mạnh và luôn rạng ngời, lấp lánh như những viên ngọc trai. Thiết kế còn gây ấn tượng khi phần cổ áo được nhà thiết kế tạo như những lớp sóng biển, phần thân váy là những lớp xếp turo cũng tượng trưng cho những cơn sóng. Với sự công phu tỉ mỉ trong từng chi tiết, bộ trang phục dân tộc nặng tới 25kg, những viên ngọc trai, viên đá được đính kết cầu kỳ, công phu trong vòng 2 tháng. The best in national costume, Vietnam! Bộ trang phục dân tộc mang tên Nhã Nhạc của nhà thiết kế Đoàn Phúc Thiện đã được Á hậu Nguyễn Thị Nga mang đến cuộc thi Hoa hậu du lịch quốc tế Miss Tourism International năm 2022 và đã thắng giải trang phục dân tộc đẹp nhất. Bộ trang phục nặng đến 20kg lấy cảm hứng từ Nhã Nhạc cung đình Huế, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận. Thiết kế bao gồm áo dài được đính kết lấp lánh, tạo hiệu ứng sân khấu khi trình diễn. Ngoài ra, chiếc mấn được thực hiện cầu kỳ với hình ảnh đôi chim phượng uốn lượn kèm theo phần khung phía sau với hình ảnh mặt trời, đàn nguyệt, đàn tỳ bà v.v. khơi gợi không gian đậm chất văn hóa Việt. Bộ trang phục dân tộc mang tên Phụng Hoàng Lược của nhà thiết kế Trần Tâm Tâm đã được người đẹp Thái Nhã Vân mời đến cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Thế giới Miss Culture World năm 2022 và đã thắng giải trang phục dân tộc đẹp nhất. Hình tượng Phượng Hoàng tượng trưng cho sắc đẹp vĩnh cửu của phụ nữ, mang sự may mắn và quyền lực. Qua mùa đại dịch, biểu tượng Phượng Hoàng Lửa tạo một sinh khí mới và sự sống mới ở tương lai đầy hy vọng. Điểm nhấn là đầu chim phượng trên vai sóng động trên nền họa tiết trống đồng. Nổi bật trên phần tà áo rộng và dài hơn 3 mét là các đuôi của Phượng Hoàng và họa tiết được vẽ, đính kết và tách rời 3D, tạo cảm giác uốn lượn và có chiều sâu. Một điểm đặc biệt khác là bộ áo có thể làm thành chiếc đầm, khi bỏ nút thắt sẽ trở thành chiếc áo dài. Bộ trang phục của hai nhà thiết kế Lê Lâm Dũng và Thanh Nguyễn An Kha đã được người đẹp Bùi Quỳnh Hoa mang đến cuộc thi siêu mẫu quốc tế Supermodel International năm 2022 và đã thắng giải trang phục dân tộc đẹp nhất tại cuộc thi này. Bộ trang phục có tên gọi Lạc Vũ Hoàng Kim lấy cảm hứng từ hình tượng chim lạc, giúp truyền tải ý nghĩa văn hóa truyền thống đến bạn bè quốc tế. Bộ trang phục được phát triển dựa trên tà áo dài truyền thống của Việt Nam với tông màu vàng gold chủ đạo, được đính kết thủ công nhiều viên đá lấp lánh, tạo hiệu ứng bắt mắt khi trình diễn.
Bộ trang phục dân tộc mang tên Trống Đồng của nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng đã cùng với Nguyễn Vũ Linh đến với cuộc thi Mr. Grand International năm 2022 và đã xuất sắc thắng giải trang phục dân tộc đẹp nhất. Bộ trang phục dân tộc mang tên Tự hào Việt Nam của tác giả Bùi Hoàng Ân đã cùng với đại diện của Việt Nam là người đẹp Lê Trần Bình An đã thắng giải trang phục dân tộc đẹp nhất tại cuộc thi Nữ hoàng du lịch toàn thế giới Miss Tourism Queen Worldwide năm 2022. Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ tinh thần yêu bóng đá, yêu dân tộc, yêu màu cờ sắc áo của con người Việt Nam. Tà áo dài được cắt xẻ hiện đại với màu sắc chủ đạo là đỏ và vàng, cũng chính là hai màu sắc trên quốc kỳ Việt Nam. Hình ảnh rừng cờ đỏ sao vàng được tái hiện khéo léo trên vai, mang đến tinh thần năng động, yêu màu cờ sắc áo, yêu thể thao, đặc biệt là môn thể thao vua, bóng đá. Bộ trang phục dân tộc mang tên Hóa Long của tác giả Nguyễn Minh Thông đã được người đẹp Đỗ Phan Thanh Nhi mang đến cuộc thi Hoa hậu châu Á toàn cầu Miss Asia Global năm 2022 và đã được xếp hạng 2 cho giải trang phục dân tộc đẹp nhất. Bộ trang phục Hóa Long được lấy cảm hứng từ hình ảnh cá chép vượt vũ môn hóa rồng, từ lâu đã trở thành biểu tượng thể hiện sự kiên trì bền bỉ cùng nỗ lực phi thường để vượt qua thử thách khó khăn trong cuộc sống và cũng là ước mơ về sự chuyển mình của người Việt Nam. Con người dù trong bất cứ lĩnh vực nào cũng phải cố gắng kiên trì với một ước mơ và tâm hồn trong sáng để đạt được những thành tựu để hóa rồng một cách đúng. Bộ trang phục dân tộc mang tên Chiến binh rồng của nhà thiết kế Nam Phong đã cùng với Nguyễn Hữu Anh đến với cuộc thi Nam Vương Thế Giới Man of the World năm 2022, đạt được huy chương đồng, tức đã được xếp vị trí thứ 3 cho giải trang phục dân tộc đẹp nhất tại cuộc thi. Bộ trang phục Chiến binh rồng được thiết kế riêng dựa trên năm sinh 2000, tức năm Canh Thìn tuổi rồng của chàng trai Hữu Anh. Rồng đứng đầu trong tứ linh, biểu trưng cho sức mạnh, quyền lực và trí tuệ. Bộ trang phục mang sắc vàng nổi bật, gây ấn tượng bởi hình ảnh chú rồng quấn quanh người, tăng thêm sự mạnh mẽ, uy lực. Điểm độc đáo của thiết kế này chính là chiếc mũ được mô phỏng theo nét văn hóa Âu Lạc, giúp Hữu Anh thể hiện niềm tự hào dân tộc. Bộ trang phục dân tộc được lấy cảm hứng từ hình tượng thanh giống của Bảo Bảo House và Ngọc Thiên Sơn đã cùng với Nguyễn Minh Khác đến với cuộc thi Quý Ông của năm Man of the Year năm 2022 và đã được xếp vị trí thứ 3 cho giải trang phục dân tộc đẹp nhất. Với bộ trang phục này, Minh Khắc hóa thân thành thánh giống với uy lực và sự dũng mãnh, sức khỏe phi thường và xả thân vì đất nước. Thánh giống, hiệu là Phù Đổng Thiên Vương hay Sóc Thiên Vương, là một nhân vật trong truyền thuyết Việt Nam. Không chỉ là biểu tượng lịch sử cho tinh thần chống ngoại xâm, ông còn được xem là biểu tượng cho sức mạnh của tuổi trẻ. Bộ trang phục dân tộc mang tên Chiếu Cà Mau của tác giả Castillo Nguyễn Quốc Việt đã cùng Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Miss Universe năm 2022. Bộ trang phục lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa và con người ở làng nghề dệt chiếu. Chiếu Cà Mau mang theo câu chuyện của những con người hiền hòa, bình dị ở cực nam của Tổ quốc. Những tấm chiếu thêm mùi lát mới đã ánh lên những màu sắc của sự may mắn và hạnh phúc, mang theo niềm hy vọng thắp lên những hoài bão về một tương lai tươi sáng. Phần cánh được dựng như một chiếc quạt đang xòe, hàm ý đủ đầy, sung túc và thịnh vượng. Những bó lát được nhuộm màu sặc sỡ trên phần cánh đều mang một thông điệp riêng. Đỉnh nón là biểu trưng ngôi sao rực rỡ của Miss Universe nhằm truyền tải sức mạnh, ý chí và sự nỗ lực. Bộ trang phục nhì kiều tướng quân 3 triệu của nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông đã được Hoa hậu Đỗ Thị Hà mang đến cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World năm 2022, trình diễn tại phần Dance of the World của cuộc thi. Bộ trang phục lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian Đông Hồ về bà Triệu. Trang phục có mão đội, áo thêu có tà và phần lụa dài, được làm bằng chất liệu mềm mại, phù hợp với phần trình diễn của Đỗ Thị Hà. Bộ trang phục mang tên Hoa Trạng Nguyên của hai nhà thiết kế Lê Lâm Dũng và Thanh Nguyễn An Kha đã được Á hậu Phạm Ngọc Anh mang đến cuộc thi Hoa hậu quốc tế Miss International năm 2022 kỷ niệm 60 năm tổ chức. Hai nhà thiết kế đã lựa chọn hình ảnh Hoa Trạng Nguyên làm ý tưởng. Bên cạnh đó, quốc phục cũng được lấy ý tưởng từ bậc nhi nữ phải cải trang thành nam để thi tài. Kết quả đã vượt qua tất cả các sĩ tử khác, trở thành Trạng Nguyên đứng đầu khoa thi. Đó chính là bà Nguyễn Thị Duệ, người đời quen gọi là bà Chúa Sao. Bên cạnh việc giữ nguyên form dáng của chiếc áo dài truyền thống, hai nhà thiết kế tạo điểm nhấn thông qua phụ kiện như mẫn thiết kế tròn như vòng hào quang của sự ưu tú, vân khiên ở vai áo, cũng như phần thân áo được trang trí dựa trên những kiến trúc từ những bức tượng thời Lý đến thời nhà Nguyễn được chạm nổi, chạm lộng vô cùng đa dạng. Thêm vào đó, hoa văn vốn cổ và hình ảnh sao khuê 16 cánh tượng trưng cho những hoa trạng nguyên đạt ngôi vị cao nhất, tỏa sáng như bầu trời đầy sao.
Bộ trang phục mang tên Hùng ca biển cả cũng của hai nhà thiết kế Lê Lâm Dũng và Thanh Nguyễn An Kha đã được Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên mang đến cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia Mr. National năm 2022. Bộ trang phục nặng 30kg lấy cảm hứng từ nhiều hình ảnh chạm khắc trên trống đồng Đông Sơn, trong đó nổi bật là chiếc thuyền và chim lạc. Phần nón nặng 7kg được nhà thiết kế làm mang hình dáng thuyền chở con người với hành động đánh trống, cầm mái chèo, công cụ lao động sản xuất, v.v. Trên hai vai là hình ảnh mũi thuyền, nhà thiết kế còn đưa vào trang phục các chi tiết như bồ đông, cá sấu, chim lạc, hu, chồn, cá, gà, v.v. được đính kết kỳ công, tạo sự sống động. Phần cánh và thân áo lấy cảm hứng từ chim lạc, thể hiện vẻ uy quyền. Họa tiết thổ cẩm được nhà thiết kế chọn nhằm tôn vinh nghề may mặc và thủ công trong nước. Các chi tiết được mạ vàng, đúc đồng, chạm trổ, kết pha lê, đá thiên nhiên, đắp lớp, v.v. Bộ trang phục dân tộc được Á hậu Thạch Thu Thảo mang đến giới thiệu tại cuộc thi Hậu Trái Đất Mid Earth năm 2022 là một thiết kế của nhà thiết kế Ngô Mạnh Đồng Đồng. Bộ trang phục dân tộc là sự kết hợp hoàn hảo giữa loài hoa sứ trắng trên nền kiến trúc với những nét chạm trổ đặc trưng trong văn hóa dân tộc Khmer, hòa quyện cùng sự thước tha, nền đã vốn có của tảo dài. Tất cả đã tạo nên một nét đẹp văn hóa vô cùng đặc biệt và đầy ý nghĩa cho bộ quốc phục này. Bộ trang phục dân tộc mang tên Cô Em Dao Đỏ của tác giả Phạm Minh Hiếu đã được Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc mang đến cuộc thi Hoa hậu Liên Lục Địa Miss Intercontinental năm 2022. Bộ trang phục Cô Em Dao Đỏ được lấy cảm hứng từ trang phục cưới của phụ nữ dao đỏ với những họa tiết thổ cẩm đặc trưng dựa trên nền tảng áo dài truyền thống của Việt Nam. Thiết kế có màu sắc rực rỡ, phần cánh mang hình ảnh về một nếp sống đời thường của người dân tộc Dao, cộng thêm phần tà rộng có thể điều chỉnh trong khi trình diễn. Với sắc đỏ, vàng, xanh vô cùng nổi bật, với điểm nhấn là phần tà áo, mang hình ảnh giống như chiếc quạt xòe đầy màu sắc. Bộ trang phục dân tộc mang tên Hợp Xác Liên Tỏa của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn đã được Hoa khôi Đoàn Thị Hồng Trang mang đến giới thiệu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Cầu Miss Global năm 2022. Bộ trang phục mang đậm dấu ấn văn hóa của các dân tộc vùng cao phía Bắc, thiết kế dựa trên màu sắc, họa tiết và nền văn hóa đa dạng của các dân tộc anh em. Đặc biệt, thiết kế có điểm nhấn là sự kết hợp giữa trang phục người Hờ Mông với hình ảnh duyên dáng của áo dài, nổi bật lộng lẫy nhờ sắc nhung đỏ. Phần tà xòe rộng với những đường họa tiết uốn lượn, gợi tả vẻ đẹp núi non hùng vĩ của quê hương cũng như sự đoàn kết yêu thương lẫn nhau của người dân. Bộ trang phục dân tộc mang tên Tấu Cô Đôi Thượng của nhà thiết kế Nguyễn Hùng Bảo đã được Á hậu Trần Hoài Phương mang đến giới thiệu tại cuộc thi Hoa hậu Sinh thái quốc tế Miss Eco International năm 2022. Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ bức tranh Mẫu Thượng Ngàn của dòng tranh dân gian Hàng Trống, một trong những dòng tranh độc đáo kết tinh nhiều giá trị thẩm mỹ, tinh thần và tín ngưỡng của người Kinh kỳ xưa. Thiết kế Tấu Cô Đôi Thượng sẽ là thông điệp góp phần vào việc nâng cao ý thức lưu giữ giá trị truyền thống dân tộc, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ đối với việc nâng tầm những tác phẩm nghệ thuật cổ truyền của Việt Nam. Đặc biệt được nhắc tới ở đây là tranh Hàng Trống, bộ trang phục nặng 20kg, nhất là phần cánh được làm bằng chất liệu sắt và gỗ khá cồng kềnh. Bộ trang phục dân tộc mang tên Kim Thực của tác giả Nguyễn Minh Triết đã đồng hành cùng với Phùng Trương Trang Đài đến với Hoa hậu Chuyển giới quốc tế Miss International Queen năm 2022. Nước ta là một nước có nền văn minh lúa nước lâu đời, là quốc gia đứng thứ hai thế giới về sản lượng gạo, đã khẳng định được liên kết chặt chẽ giữa con người Việt Nam và cây lúa. Lúa là hạt ngọc trời ban, viên ngọc ấy chính là ý tưởng cho Kim Thực. Trang phục lấy chủ đạo là màu vàng, thể hiện được sự quý giá của những hạt lúa và cũng là màu khi lúa chín. Với hình ảnh con cò ở phần mấn bay qua ruộng lúa, hướng về phía mặt trời, cũng là hy vọng cho đất nước phồn thịnh ấm no. Sự kết hợp giữa áo dài và tứ thân toát lên được quý phái thanh lịch mà cũng thật sang trọng của người con gái Việt. Bộ trang phục dân tộc mang tên Bạch Liên Vũ Thủy của tác giả Lê Quang Thắng đã được người đẹp Nguyễn Thị Ngọc Tuyết mang đến giới thiệu tại cuộc thi Miss Cosmo World năm 2022. Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen trắng, mang vẻ đẹp thuần khiết, thanh tao, đền đã, đại diện cho phụ nữ Việt. Ngoài ra, còn tôn vinh tinh thần vượt khó vươn lên, hướng đến một tương lai tươi sáng của người Việt Nam. Hoa sen trắng thuần khiết cũng đại diện cho sự thanh bạch không nhiễm bụi trần, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, vươn mình từ bùn đen nhưng vẫn trắng trong thuần khiết. Bộ trang phục được thiết kế dựa trên hình ảnh áo dài truyền thống Việt Nam, được cách tân với chất liệu nhẹ nhàng, ấm sát và tôn vinh đường cong cơ thể của phụ nữ. Á hậu Lê Thị Hương Ly đã mang đến cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới Miss Tourism World năm 2022 được tổ chức tại Việt Nam với bộ trang phục dân tộc là chiếc áo dài với hình ảnh của bản đồ Việt Nam của nhà thiết kế Thạch Linh. Bộ trang phục dân tộc là sự kết hợp tinh tế của tà áo dài truyền thống của Việt Nam với các hình ảnh và hoa văn thổ cẩm của các dân tộc anh em vùng Tây Bắc. Hai bên vạt áo được in phong cảnh, hình ảnh sinh hoạt và các lễ hội của những người dân nơi đây. Phần tà trước là hình ảnh trọn vẹn và khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.
Bộ trang phục dân tộc mang tên Sắc màu ED của tác giả Trần Lê Đức Việt đã được người đẹp Nguyễn Vĩnh Hà Phương mang đến giới thiệu tại cuộc thi Hoa hậu sinh viên thế giới World Miss University năm 2022. Người ED là một trong 54 dân tộc hiện đang sinh sống tại Việt Nam. Không chỉ sở hữu kho tàng văn hóa truyền khẩu đồ sộ, người ED còn có trang phục dân tộc mang sắc màu và đặc trưng riêng. Người đẹp Phạm Ngọc Xuân Quỳnh đã mang đến cuộc thi Miss Glam World năm 2022 bộ trang phục dân tộc của nhà thiết kế Nam Phong. Bộ trang phục lấy tông màu trắng làm chủ đạo cho chiếc áo dài, nổi bật với các hình tượng rồng và phượng ánh vàng rực rỡ, mang đậm chất hoàng gia. Bộ trang phục dân tộc mang tên Hạt Vàng của nhà thiết kế Nhật Thực đã cùng với Ngô Ngọc Gia Hình mang đến cuộc thi Hậu Thanh Thiếu Niên Quốc tế Miss Teen International năm 2022. Thiết kế quảng bá nền văn minh lúa nước của Việt Nam, mang thông điệp nhắc nhở thế hệ trẻ dù đi đâu, làm gì cũng luôn nhớ về quê hương và phải luôn biết trân quý giá trị lao động, làm việc siêng năng và không khuất phục trước những khó khăn. Hình ảnh trâu vàng, hạt gạo, cọng rơm, nắng lá v.v. trong bộ trang phục hòa quyện với nhau nhằm khắc họa sự chăm chỉ, tính cách chịu thương chịu khó của người nông dân Việt Nam. Bộ trang phục với tên gọi Cô Ba Bánh Xèo của tác giả Nguyễn Lê Vĩnh Tường đã được người đẹp Nguyễn Vũ Thoại My giới thiệu tại cuộc thi Hoa hậu Thanh Thiếu Niên Hoàng Vũ Miss Teen Universe năm 2022. Cô Ba Bánh Xèo được lấy cảm hứng từ món ăn quen thuộc của người dân Việt Nam cùng với kỹ thuật chiên cùng lúc 10 chảo bánh xèo nhằm quảng bá du lịch và nền văn hóa ẩm thực phong phú, đa dạng, độc đáo của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Bộ trang phục với tên gọi Ngự Liên Đài của nhà thiết kế Nguyễn Hùng Bảo đã cùng với đại diện của Việt Nam là Nguyễn Tường Danh đến với cuộc thi Hoa hậu Bình đẳng Thế giới Miss Equality World năm 2022. Bộ trang phục dân tộc được lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen trong phong tục thờ cúng của người Việt Nam từ xưa đến nay nhằm tôn vinh những giá trị tâm linh quý báu về đời sống tinh thần được lưu truyền và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bộ trang phục dân tộc với tên gọi Của Hồi Môn của tác giả Huỳnh Huấn đã cùng với quý bà Phan Kiều Oanh đến với cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa Bình năm 2022. Bộ trang phục của Hồi Môn lấy ý tưởng từ việc chuyển giao tài sản của cha mẹ làm quà tặng cho con gái trong ngày trọng đại của người Việt. Đây là một nét văn hóa của người dân miền Tây và một số tỉnh thành ở Việt Nam. Phần áo dài được may và đính kết tỉ mỉ theo đúng dáng áo dài cô dâu truyền thống. Phía sau là phần khung tròn được đính kết, treo rất nhiều vàng, một loại trang sức phổ biến thể hiện sự giàu có, thịnh vượng. Bộ trang phục dân tộc được lấy cảm hứng từ hình ảnh của Hoàng hậu Dương Văn Nga của nhà thiết kế Brian Võ đã được quý bà Hoàng Thanh Nga mang đến cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hoàn Vũ năm 2022. Để nổi bật phẩm giá của Thái hậu Dương Văn Nga, nhà thiết kế đã chọn màu đỏ quyền lực làm màu chủ đạo cho bộ áo dài, đính kết hoa văn họa tiết tỉ mỉ được cách điệu dọc thân áo, đặc biệt những hạt cườm lấp lánh được đính tập trung ở phần cổ và vai áo, tạo nên điểm nhấn thú vị. Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Manhunt International năm 2022, Trần Mạnh Kiên đã mang đến cuộc thi bộ trang phục dân tộc là một thiết kế trong bộ sưu tập Đêm Đông Cuối Cùng của nhà thiết kế Lê Lâm Dũng. Phần áo choàng được thực hiện công phu, đẹp mắt, gợi liên tưởng đến hình ảnh cánh chim đại bàng, biểu tượng của sự oai hùng, mạnh mẽ. Bên cạnh đó, thiết kế còn giúp Trần Mạnh Kiên khoe được vẻ nam tính, đặc biệt là body 6 múi săn chắc. Anh chàng muốn nói về một Việt Nam đã mạnh mẽ hồi sinh ra sao sau đại dịch, về những con người đã kiên cường ra sao để vượt qua quãng thời gian khó khăn đó. Và giờ đây, giống như những cánh chim tại bàn, tung cánh bước vào cuộc sống bình thường mới với năng lượng và ý chí tràn trề nhất. Bộ trang phục mang tên Con Rồng Châu Tiên của nhà thiết kế Lê Thanh Họ đã được Nam Vương Danh Chú Linh mang đến cuộc thi Nam Vương Toàn Cầu Mr. Global năm 2022. Bộ trang phục được lấy ý tưởng từ văn hóa trang phục đậm dấu ấn thời Văn Lang, gồm khố, gậy, áo choàng và dép. Với thân hình vạm vỡ, đẹp như tạc, cùng vẻ phong trần của người đàn ông yêu lao động, khi khoác lên mình bộ trang phục Con Rồng Cháu Tiên, Danh Chí Linh đã vụt biến thành chàng dũng sĩ oai phong. Phần đầu rồng được những người thợ lành nghề đính chạm hàng trăm viên đá pha lê cực kỳ tinh xảo. Phần trang phục sử dụng chất liệu ánh kim nhằm tạo hiệu ứng sân khấu bắt mắt, kết hợp cùng kỹ thuật hiện đại, tạo nên hình ảnh con rồng uy quyền, mạnh mẽ. Bộ áo dài với tên gọi Vương Triều của nhà thiết kế Nam Phong đã cùng với chàng Nam Vương Ngô Hoàng Phi Việt đến với cuộc thi Nam Vương Hoàng Vũ Quốc gia Mr. National Universe năm 2022. Thiết kế mang màu vàng quyền lực với điểm nhấn là hình ảnh con rồng uốn lượn, nét đặc trưng của văn hóa phương Đông, thể hiện tinh thần kiên cường, vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đại dịch của người Việt Nam. Để giúp bộ trang phục thêm nổi bật, nhà thiết kế kết hợp cùng đôi ủng và chiếc mấn, được thực hiện theo kiểu dáng vua chúa ngày xưa sử dụng. Đại diện của Việt Nam Nguyễn Việt An đã mang đến bộ trang phục dân tộc mô phỏng hình ảnh Lạc Long Quân của nhà thiết kế Minh Đức tại cuộc thi Nam Vương Hữu nghị Quốc tế Mr. Friendship International năm 2022. Bộ áo dài Hoàng Long được đính kết thủ công,
với hình ảnh rồng vàng bay lượn trên bầu trời giữa các tầng mây, tượng trưng cho hình ảnh tôn quý, đặc biệt là phần giáp vàng được đúc tạo hình 3D nổi bật cùng chiếc bảo đầy uy quyền. Bộ trang phục mang tên Nghe Tướng Sĩ của nhà thiết kế Nguyễn Hùng Bảo đã cùng với chàng trai Nguyễn Hà Thiên Đức đến với cuộc thi Mr. Continental International năm 2022. Bộ trang phục dân tộc được lấy cảm hứng từ một loài vật thần thoại trong văn hóa Việt Nam và kết hợp cùng hình ảnh của một người tướng sĩ dũng mãnh, đại diện cho khí thế của người đàn ông Việt Nam. Trong những mẫu thiết kế trang phục dân tộc mà các đại diện nhan sắc của Việt Nam đã mang đến các đấu trường nhan sắc quốc tế trong năm 2022, bạn cảm thấy ấn tượng với bộ trang phục dân tộc nào nhất? Hãy lấy ý kiến của bạn bằng cách bình luận phía bên dưới nhé. Rất cảm ơn các bạn đã luôn yêu thương và theo dõi các clip của mình. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục nhấn like cũng như subscribe cho kênh YouTube của mình để đón chờ những video tổng hợp mới nhất về các cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam và trên thế giới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.